Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Định Hóa phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau đây. Định Hóa hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Định Hóa triển khai thí điểm học bạ số đối với khối lớp 6 và các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Phóng sự Định Hóa nhiều công trình phần việc hướng về ngày hội tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, hiện nay 23 trên 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029. Trước đó, để tổ chức thành công đại hội, các xã thị trấn trong huyện đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, văn kiện, nhân sự, đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên. Đại hội được tổ chức trang trọng, đảm bảo tính khách quan, dân chủ. Qua đó đã hiệp thương bầu được 772 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó tái cử 420 vị, chiếm tỷ lệ 54,40%, ứng cử mới 311 vị, chiếm tỷ lệ 40,28%. Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân huyện Định Hóa, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Hiện nay, ngành giáo dục huyện Định Hóa đã triển khai thí điểm học bạ số đối với cấp tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, 100% các lớp của bậc tiểu học và khối lớp 6 của bậc trung học cơ sở trên địa bàn huyện Định Hóa thực hiện thí điểm trong năm học 2023-2024. Để thực hiện số hóa việc sử dụng học bạ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn. Các đơn vị cung cấp đã hỗ trợ các trường tiểu học trên địa bàn huyện Định Hóa cài đặt phần mềm học bạ số hệ sinh thái giáo dục thông minh VNEDU 4.0, đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng trực tiếp cho giáo viên các trường tiểu học. Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, học bạ số được áp dụng thí điểm đối với cấp tiểu học. Trên cơ sở đó, từ năm học tiếp theo sẽ áp dụng cho các cấp học còn lại. Qua đó nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tra cứu của ngành, nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số cho toàn ngành giáo dục. Để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1, các trường mầm non trên địa bàn huyện Định Hóa đã quan tâm tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với lớp 1. Hôm nay, các bé lớp mẫu giáo của trường Mầm non Bình Yên được nhà trường tổ chức đến tham quan, trải nghiệm tại trường tiểu học, trung học cơ sở Bình Yên. Tại chương trình, các bé đã được tham dự nhiều hoạt động như xem đồng diễn thể dục giữa giờ, tham quan thư viện, lớp học, tham gia các hoạt động, trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm và các anh chị học sinh lớp 1, làm quen với môi trường học tập ở trường tiểu học như sách, vở, tranh ảnh, đồ dùng học tập. Con thấy các anh chị múa, học âm nhạc, con tham quan được trường học của các anh chị. Con rất muốn đến môi trường tiểu học này để học. Con thấy trường đấy vui, có nhiều anh chị, lớp rất to đẹp. Con thích học ở môi trường này. Cùng với tổ chức hoạt động trải nghiệm, tham quan trường tiểu học, các trường mầm non cũng có nhiều hoạt động giáo dục thực tiễn, trang bị kỹ năng và kiến thức cho trẻ để sẵn sàng cho bậc học mới. Cùng với đó, ngay từ đầu năm học, các trường tiểu học cũng đã chủ động kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón trẻ vào lớp 1. Mọi hoạt động của trường mầm non là định hướng tất cả toàn diện cho trẻ từ lên tiểu học. Hoạt động giáo dục theo định hướng học bằng chơi, chơi mà học ở trường mầm non giúp trẻ phát triển tốt và về tình cảm, ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng tình cảm xã hội và có tâm lý sẵn sàng vào lớp 1. Nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ về những mặt trên. Nhà trường chúng tôi cũng có những kế hoạch ngay từ đầu năm để chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất đối với học sinh lớp 1, các trang thiết bị để đáp ứng tốt nhất với chương trình 2018. Thế và khi đón các em học sinh mầm non vào lớp 1 thì chúng tôi bố trí cái lực lượng giáo viên để hướng dẫn các em ngay từ những buổi đầu tiên khi đến với nhà trường
giới thiệu đầy đủ cho các em làm quen và tham quan các cái lớp học, các nội dung học tập của chương trình lớp 1. Trong những năm học vừa qua, không chỉ riêng ở xã Bình Yên, các trường mầm non và tiểu học khác trên địa bàn huyện Định Hóa cũng luôn quan tâm đến công tác chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1, từ trang bị kiến thức, rèn luyện thể chất đến chuẩn bị tâm lý cho trẻ nhằm tạo hứng thú và giúp trẻ có tâm thế tự tin khi bước vào bậc học mới. Nhằm cổ vũ tổ chức hiệu quả các hoạt động thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các xã thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa đang hăng hái thực hiện các phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở hướng tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Định Hóa lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Hướng tới Đại hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bình Yên đã tổ chức chuỗi hoạt động như phát động năm thanh niên 2024, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp thanh niên trên địa bàn xã. Chúng tôi là cũng tổ chức là vệ sinh môi trường, các đi điểm di tích cũng như là khu vực đài tưởng niệm, và chúng tôi xây dựng cái kế hoạch để thực hiện cái chương trình Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất. Ngoài ra thì chúng tôi là cũng tổ chức một cái hoạt động thăm hỏi nguyên bí thư đoàn qua các thời kỳ và thăm các cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cơ sở hội chủ động bám sát điều kiện thực tế của địa phương và công trình phần việc được tổ chức đều hướng về cộng đồng. Do vậy, các hoạt động đều thu hút được sự tham gia của đông đảo thanh niên. Có thể kể đến các hoạt động như hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động chuyển đổi số của đoàn, hội, tự hào một dãy non sông và các công trình thắp sáng làng quê, chương trình tiếp sức em đến trường, kết nạp đoàn viên thanh niên tại địa chỉ đỏ. Một trong những nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì trong thời gian tới đó là bồi đắp cái tinh thần yêu nước, trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như là thể hiện cái vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Gắn với chủ đề công tác năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Thanh niên toàn huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ngày hội bánh chưng xanh, chương trình đông ấm yêu thương, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí. Qua đó đã trao tặng trên 200 suất quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Tích cực tham gia hoạt động xây dựng văn minh đô thị, chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào chống rác thải nhựa. Đến hết tháng 4 năm 2024 thì đã tổ chức được 20 trên 23 đại hội cấp cơ sở, và đây cũng là dịp để củng cố và phát triển cái tổ chức hội, tăng cường cái sự đoàn kết, tập hợp rộng rãi các thành phần thanh niên vào tổ chức hội, và thông qua các phong trào hoạt động của hội thì phát huy mạnh mẽ cái tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ hội viên thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích để chào mừng đại hội và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chăm lo tốt hơn về nhu cầu lợi ích chính đáng của hội viên thanh niên. Việc tổ chức đại hội cũng hướng đến cái mục đích tổ chức đây là cái ngày hội đoàn kết các cái thành phần thanh niên, thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo thanh niên, đảm bảo việc tổ chức đại hội thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Với những hoài bão và quyết tâm lớn, hiện nay tuổi trẻ Định Hóa vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều chương trình đồng hành với thanh niên, mở rộng các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên để xây dựng, củng cố, tổ chức đoàn vững mạnh, tích cực chỉ đạo tổ chức hoàn thành Đại hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở với hình thức trang trọng, thể hiện được khát vọng của tuổi trẻ, lựa chọn được những thanh niên tiêu biểu có khát vọng, ý chí, có khả năng tập hợp đoàn kết thanh niên, thúc đẩy phong trào thanh niên để xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị thế của tuổi trẻ trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Định Hóa lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến đây, chương trình truyền hình Định Hóa phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.